Để khởi động cho bộ phim thứ 8 thuộc series Lật Mặt, đạo diễn Lý Hải vừa qua đã tổ chức casting diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 5.000 lượt casting, bao gồm cả online và offline. Qua đó, Lật Mặt 8 chính thức trở thành phần phim có quy mô lớn nhất và đông đảo nhất từ trước đến nay của series Lật Mặt. Tại buổi casting, bên cạnh đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải cùng nhà sản xuất Minh Hà còn có nghệ sĩ Tiết Cương, Trung Dũng, Quốc Thuận và Ngọc Tử tham gia hội đồng giám khảo qua các vòng để tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho dự án. Ngay từ sáng sớm, không khí tại địa điểm casting đã vô cùng náo nhiệt với sự tham gia của hàng ngàn thí sinh, từ diễn viên chuyên nghiệp đến không chuyên, đến từ khắp mọi miền đất nước. Điều này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Lật Mặt sau những thành công về doanh thu và độ nhận diện với khán giả trên toàn quốc, mà còn thể hiện tiêu chí cốt lõi trong định hướng của casting Lật Mặt là ai cũng xứng đáng có cơ hội để trở thành diễn viên. Trước đó, vòng casting online của Lật Mặt 8 cũng đã thu hút 315 triệu lượt xem cho hashtag Lật Mặt 8. Lật Mặt 8 hứa hẹn sẽ là một dự án điện ảnh đáng mong đợi của năm 2025. Phim chính thức bấm máy vào tháng 12 năm 2024 và dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2025.